Chào cán bộ. Đại tá tỉnh trưởng chờ đại quý đã lâu, mời đại quý ngồi, tôi lên trình đại tá. Đại quý, nghe tiếng đồn về đại quý nhiều. Vậy sao? Bữa nay mới được gặp. Lấy tập hồ sơ tuyệt mật trên bàn đem xuống đây cho tôi. Dạ. Chào đại tá. Đêm hôm qua, đại quý biết có vụ nổ ở cư xá sĩ quan Đại Hàn chứ? Dạ, hình như cả thành phố đều biết. Ừ. Cũng đêm hôm qua, ở huyện Ô Môn có bắt được một con bé Việt Cộng rất nguy hiểm. Tôi đã cho lệnh giải lên tri cảnh sát đô thành. Con nghĩ hai vụ này có liên quan tới nhau. Ta muốn giao cho anh một trọng trách xứng đáng với một đại quý trẻ tài năng.
ta không muốn làm phụ lòng ông bạn già đã gửi gắm đứa con trai yêu quý của ông cho ta. Hoàng Cửu Long, ba muốn con làm đặc phái viên cho ba trong công vụ đặc biệt sắp tới. Trước mắt con có 15 ngày phép. Ba hiểu tuổi trẻ các con. Xin đại tá tỉnh trưởng cho phép con được từ chối cái đặc ân đó. Con muốn bắt tay vào công việc ngay từ giờ phút này. Đúng là một con hùm xám. Ta sinh ra ở núi rừng, ta hiểu rõ cái dũng khí của con mãnh hổ. Con làm ta nhớ lại thời tuổi trẻ. Dạ. Hồ sơ này đã chuẩn bị cho con những điều cần thiết để bắt tay vào công việc. Con sẽ tới tư cảnh sát ngay để đối mặt với công việc cộng. Vừa mới được giải từ Ô Môn lên. Hay lắm. Bà sẽ gọi điện cho thiếu tá trưởng tư cảnh sát. Chào đại tá. Đại quý, chắc đêm nay ông có mặt ở câu lạc bộ không quân. Cô không nói tôi quên mất lời mời của đại quý đắc. Em hy vọng được cùng đi với đại quý trong bản tango đêm nay. Chào thiếu tá. Đại tá tỉnh trưởng vừa phone cho tôi là đại quý đã có mặt tại ti cảnh sát liền. Người ta đồn về đại quý quả là không ngoa chút nào. Mời đại quý ngồi. Cho giải phạm nhân tới. Trình thiếu tá, phạm nhân đã được giải tới. Đại quý dễ thừa hành công vụ. Khỏi cần, mời thiếu tá cứ ngồi. Ông đã biết quá rõ về tôi, còn hỏi làm gì? Bà nên nhớ cho rằng tôi là một đại quý, sẵn sàng hy sinh tất cả vì quyền lợi tối thượng của quốc gia. Có lẽ mời đại quý sang phòng bên dùng nước. Cảm ơn thiếu tá.
tôi sẽ trở lại đây trong một vụ này. Bà có quan hệ như thế nào với đại quý Hoàng Cửu Long? Hắn là kẻ thù của tôi. Đưa bà ta xuống phòng giam. Tuân lệnh. Alo, tôi thiếu tá trưởng ty cảnh sát đây. Dạ. Dạ. Trình đại tá, đại quý Hoàng Cửu Long vừa hiện diện tại bản ty và đã gặp mặt con Việt Cộng rồi ạ. Dạ. Tôi tự thấy mình có bổn phận phải trình lên đại tá những nghi vấn về mối quan hệ giữa đại quý Hoàng Cửu Long và con Việt Cộng nguy hiểm này ạ. Chào đại quý. Tôi tới nàng lúc không quân. À, mà thôi, tôi lái cũng được. Anh về với vợ dạ, con đi. Chúng em ly thân rồi. Ủa, vì con nhỏ ở với ai? Với em. Thôi, anh về với nó đi, tôi lái được mà. Cảm ơn đại quý. Tới nay club không quân tràn ngập. Cô là vũ nữ à? Đại úy có thể cho xe chạy nhanh một chút, khỏi lỡ số khác của em. Cô tới câu lạc bộ không quân để hát, hay tới đó để đặt mìn? Đàn bà thành phố này dễ sợ thiệt. Ông là sĩ quan an ninh à? Thằng sĩ quan đại hàng bồ của cô, nó đã chết rồi. Quả mìn đặt trong buồng tắm của nó đã làm sụp đổ cả một cái tòa nhà ba tầng lầu của bọn sĩ quan đại hàng. Bữa xảy ra vụ nổ tôi đâu có ở thành phố, tôi đang hát ở Sóc Trăng mà. Ủa, tôi có hỏi cung của đâu mà cô đã dội thanh minh? Người tài xế của ông có phải tên anh ta là Nguyễn Văn Cảnh? Anh ta là chồng cũ của tôi. Anh ta đặt điều như thế để trả thù tôi. You dance quite well. Oh, thank you. Thank you. I hope to see you the next time. Nè, trốn đâu giờ mới ló mặt ra đó bộ. Xin giới thiệu. Biết rồi. Anh giới thiệu với em, đây là đại quý Hoàng Cửu Long, người đàn ông chịu chơi nhất Tây Đô. Còn kia là Trà My, Hoa Khôi trường nữ trung học Đoàn Thị Điểm, và là nỗi bất hạnh một thời của tôi đó. Đại quý Trần Đắc vui tính thiệt. Nào, mời tất cả cùng ly. Chúc mừng sự gắn bó giữa mặt đất và bầu trời. Khoan đã. Tôi xin hỏi, bà thiếu tá là mặt đất?
hay bầu trời. Theo tôi, không phải là mặt đất, không phải là bầu trời, mà là nơi mặt đất và bầu trời gặp nhau. Xin chào chúng ta. Đại quý cứ tự nhiên. Mời mời. Một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chênh chết đầu gành thức pha bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng. Một đêm trong rừng vắng, rồi lòng vương vương. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu tư tư đăm đăm. Sơn nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian nu nu trời mây. Từ đây nước mắt đầy vơi, sơn nữ ơi, thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu. Sơn nữ ơi, đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn đường. Đại quý, ông quen cô ca sĩ này sao? Hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn, chờ đợi tay người sơn nữ. Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn, khi nhìn gió cuốn lá thu rời cành cuồn bay. Đi với đại quý một khúc tango mà dễ sợ thiệt, có bữa ăn đòn như chơi. Cô ta là thư ký của đại tá tỉnh trưởng, đừng chọc giận cô ta mà ăn đòn của đại tá đó. Lát nữa đại quý nên tới mời cô ta nhảy một bản đi. Bản tango đêm nay là của em, của riêng em Hoàng Lan. Đại quý nói với ai vậy? Với em. Tôi là Trà My, vợ của thiếu tá Võ Mửu, chỉ huy phó không đoàn 4. Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn, từ đây nước mắt đầy vơi. Chưa về.
Má ơi má, má ở nhà với con nha má. Má đừng đi đâu nữa nha má. Má ở nhà với con. Má mua quà cho con nè. Nè, má mua nhiều không? Kẹo đó. Còn cái này nè, con thích không? Đó. Con coi nè. Đó. Đẹp không con? Đẹp quá má ơi. Rồi má sẽ mua cho con nhiều cái khác nữa. Thế hả má? Ở nhà con có nhớ má không? Nhớ. Ngày mai má dẫn con đi ăn kem nha. Đã là con điếm ngủ với Mỹ mà còn vác ba cái đồ dơ bẩn này về nhà cho con mà không biết nhục. Đi ra khỏi nhà tao. Anh làm cái trò gì vậy? Đồ con điếm, con điếm. Đi ra khỏi nhà tao. Má. Khỏi đây. Đồ con tao. Đi ra khỏi nhà tao. Không tao giết mày chết bây giờ. Đi, đi vào đây. Đi ra khỏi nhà tao. Đồ con đi, con đi. Thưa ơi, mở cửa cho má. Má ơi, cho má ở với con đi. Má ơi, má. Nên đi, từ nay má sẽ ở với con. Nên đi, đừng khóc nữa. Má thương, má thương mà. Em không hỏi chị. Em biết làm thế nào bây giờ? Chị Hiền ơi, cư xá bọn sĩ quan đại hàng đã nổ tung. Cả thành phố tưng bừng như một ngày hội. Ôi. Ngày mai báo chí Sài Gòn sẽ đăng trên trang nhất về chiến công của đội nữ biệt động tụi mình. Chị Hiền à, trong báo cáo gửi về khu, chị làm ơn giấu giùm em chuyện thằng sĩ quan đại hàng. Chuyện gì? Em lén vô buồng tắm của nó đặt mìn. Sao vậy? Gia đình em kẹt lắm chị ạ.
Trà My, có anh chàng sĩ quan Đà Lạt đeo mày từ sáng tới giờ kìa. Đâu có, bây giờ hẹn bắt gì ăn. Cửu Long đã nắm được quá khứ hoạt động của mình. Cái đêm ở câu lạc bộ không quân Trà Nóc, hắn đã gọi đúng cái tên má đặt cho mình. Dường như mình đã chạm với hắn ở đâu mà không làm sao nhớ nổi. Ngoài Hoàng Cửu Long không còn ai có thể tiếp cận nổi chị Hiền. Có đúng là chị Hiền bị bắt hay Sương bị chúng chơi đòn gió? Làm sao được, chính mình trực mái ở trung tâm trong đêm hành quân đó. Bọn mình phải hành động gấp. Ngồi yên lúc này là có tội. Đụng với Hoàng Cửu Long, đúng là ta đụng với ổ kiến lửa. Bà thiếu tá là một người giao du rộng rãi. Các cô dân Mỹ đều là bạn thân của bà, kể cả những ông lớn ở Sài Gòn nữa. Những bông mai trên vè áo của thiếu tá Võ Bửu, có phải chăng chính bà đã gắn cho ông ta? Không một cuộc viếng thăm nào của bà mà lại không có mục đích cả. Hoàng Lan, cái gì đã làm cho em thay đổi nhanh đến như vậy? Mà thôi, cái bồn nước này chắc có từ thời Louis Ken phải không đại quý? Bỗng nhiên bà thiếu tá tới thăm tôi, chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi thích mọi sự phải rõ ràng, minh bạch, và cảm thấy nhục nhã khi bị lừa dối trong lĩnh vực giao du. Tôi không hiểu sao một người đẹp trai và giàu có như ông lại quan tâm quá nhiều đến đời tư của tôi. Hoàng Lan, cái tên mà ông gọi đúng là cái tên má thường gọi tôi lúc còn nhỏ, cái tên mang nhiều kỷ niệm của quá khứ. Ủa, sao đại quý im lặng?
Đại quý không thể trả lời tôi được sao? Bà thiếu tá vẫn không thành thật. Sự dối trá của bà làm cho tôi càng thêm tức giận. Nào, bà nói đi, bà cần gì tôi sẽ giúp. Tại sao bà không dám nhìn tôi mà trả lời một cách thẳng thắn? Lòng quả cảm của bà đã bị đánh cắp rồi sao? Ông đại quý, ông có biết là chị của ông hiện đang bị giam giữ ở trong nhà giam không? Ngu thế thì cậu bị bắt là phải rồi. Hãy dẹp bỏ cái quốc gia cái việc cậu ấy sang một bên. Tôi hỏi, nếu không có chị ấy mốm từng muỗng cơm cho ông, không có chị ấy chăm sóc cho ông lúc ốm đau, thì ông đã làm một đứa trẻ hôi thối chết sụt bên lề đường rồi. Lão Hoàng Phúc không có con trai để thừa kế nên đã tìm ông. Một đứa con quan mà lão ta định phế bỏ. Bỗng nhiên ông trở thành một tỷ phú, một kẻ có thế lực trong những người có quyền lực ở đất nước này. Ông là một kẻ vong ân bội nghĩa. Trong khi chị ấy bị giam giữ cực khổ ở nhà giam, thì ông cứ nhởn nhơ đi khiêu vũ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu chị ấy cũng nhởn nhơ như ông, khi nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ hoang ở ruộng lúa, thì bây giờ ông là cái gì? Ông là cái gì hả ông đại quý? Theo bà thì tôi phải cứu chị ra khỏi trại giam mà. Việc đó là của ông. Trước mắt ông phải có bổn phận đến thăm nuôi chị ấy, xem chị ấy có cần gì không, có nhắn gửi gì không. Nhắn cho tôi hay nhắn cho chính bà? Cho ba chị ấy, cho em gái chị ấy. Tôi muốn hỏi, vì lẽ gì mà bà lại phải quan tâm tới chị ấy đến như vậy? Ông cứ quen hỏi người khác, tại sao ông không đặt câu hỏi cho chính lương tâm mình? Tôi bắt được một con nhỏ trong đội biệt động. Con nhỏ không chịu nổi đòn, đã đầu thú. Giờ thành người của ta rồi. Đây cô Hồng. Còn đây là đại quý Hoàng Cửu Long, đặc phái viên của đại tá tỉnh trưởng. Mời đại quý. Hồng nè, đại quý Long muốn hỏi em vài câu thôi mà. Cô biết người này chứ? H1. Tên cô ta là gì? Nguyễn Thị Hiền, người Ô Môn. Em có thể về được rồi. Chào thiếu tá. Chào đại quý. Tôi nghĩ qua con nhỏ này, ta có thể tìm ra những tên cầm đầu của bọn biệt động thành. Đại quý nghĩ gì vậy? Qua những lần làm việc với thiếu tá, tôi đã tìm ra được một đồng sự đầy tin cậy. Tôi chưa hiểu rõ ý đại quý. Gia đình tôi mấy đời nay làm nghề kinh doanh lúa gạo ở miền Tây. Lúc này ông già tôi đau yếu luôn, mà tôi thì đang rất cần người để san sẻ bớt cái gánh nặng đó. Kinh doanh lúa gạo bây giờ không phải là chuyện dễ. Chiến sự xảy ra liên miên, chở gạo đi thì dân không dám, mà họ thì cần giải dấp và thuốc men.
tôi thì lại có hàng chục đoàn ghe thuyền ở trên sông. Về chuyện kinh doanh thì tôi dở ẹt đại quý ơi. Nhưng bà thiếu tá thì lại quá giỏi. Hả? Hình như đó là công việc thường ngày của bà thiếu tá. Vậy hả? Tôi không để ý. Tôi muốn giao cho thiếu tá nửa số ghe chở lúa gạo của tôi. Mọi công việc làm ăn, mối lái của tôi rất thuận tiện và chạy đều. Tôi chỉ lấy 10% thực lãi, đủ để tu sửa tàu bè. Thiếu tá nghĩ sao? Ăn chi như vậy sao gọi là hợp tác? Vậy đại quý sẽ được cái gì? Tất nhiên là có chứ. Tôi cần một cô Nguyễn Thị Hiền vô tội, hồ sơ trắng tinh như một tờ giấy. Không thể như thế được. Cô ta đã chở hàng cấm vào vùng diệt cộng. Rõ rồi. Những việc làm của cô ta cũng giống như việc làm của tôi, của bà thiếu tá đang làm. Không đúng. Cô ta đã bị nhận diện là cộng sản, đã xác định là cộng sản, chứ không phải diện tình nghi. Nếu vậy thì thiếu tá cảnh sát trưởng cũng có thể là vì công Nam Dung. Tôi hả? Ừ. Nè, ông đại quý, ông đi hơi lố rồi đó. Có phải thiếu tá có một chiếc ghe vận tải loại nhỏ mang biển số là CT0405 không? Thiếu tá coi. Đúng. Thì sao? Còn đây là vùng cộng sản, nơi mà máy bay xác định tọa độ để cho không quân oanh tạc. Chiếc ghe của thiếu tá đang lên hàng tại đó. Hả? Hình chụp từ máy bay xuống mà trông cũng rõ nét quá hả, thiếu tá? Sẽ có một câu hỏi. Vậy thì hàng tấn bom đạn rải xuống một cách vô ích vào đâu? Ai trao cho đại quý những tấm hình này? Trung úy cố vấn không quân Bush đấy. Hắn khoe tôi những tấm ảnh đẹp. Tôi chọn một số tấm để làm kỷ niệm chơi vậy thôi. Là Bush? Ừ. Tôi chịu thua đại quý. Chừng nào đại quý có thể cho tôi những tấm hình cùng với toàn bộ số phim âm bản. Khi nào cô Hiền được tự do? Đại quý, đại quý thề giữ bí mật chứ? Tôi thề. Không những vậy, tôi còn giúp cho thiếu tá trở thành bạn thân của lão Bush nữa. Trước hết, tôi muốn nhờ thiếu tá giúp cho tôi một việc. Và tôi chắc chắn rằng thiếu tá sẽ không bao giờ từ chối. Bà Nguyễn Thị Hiền, bà có người nhà tới thăm nuôi. Ai vậy? Em gái bà là Nguyễn Thị Thắm. Rất tiếc là ông chỉ huy trưởng không cho phép bà được gặp em gái bà. Bà cần gì tôi nhắn giùm. Không. Nếu không được gặp, tôi chẳng có gì phải nói cả. Nè, anh Linh, anh nói giùm với em gái tôi sẽ trả ơn anh. Nói là dỗ má chị Hiền không về được thì cũng có mua 3 bông huệ trắng cắm lên bàn thờ má để bà khỏi tuổi.
Dù chị Hiền không về nhà được, thì ngày giỗ sắp tới cũng đừng quên mua ba bông huệ trắng cắm lên bàn thờ má cho bà khỏi tuổi. Đó là lời chị Hiền nhờ nhắn lại cho em gái. Nếu có thể, bà thiếu tá nói giùm cho đồng đội cô ấy biết lời ám hiệu trên. Chơi với ông dễ sợ thiệt. Ông là an ninh quân đội, là mật vụ, hay là CIA đó. Tôi chỉ cần làm một trong ba thứ đó. Thì bà thiếu tá và bạn bè của bà đã bị tóm gọn rồi. Bà thiếu tá cũng nên lịch sự khi khách tới nhà một chút chứ. Ông dùng rượu hay nước giải khát? Tùy bà. Giơ tay lên. Kìa, bà thiếu tá, bà đừng đùa. Tôi không đùa. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Xoay lưng lại. Tiến lên ba bước. Nhưng ít ra trước khi chết, bà cũng phải cho tôi được biết là tại sao bà bắn tôi chứ. Cho anh nói lời cuối cùng. Hoàng Lan, lần thứ nhất anh gặp em, anh là một học viên trường sĩ quan Đà Lạt. Hồi đó em trong trắng quá, còn anh thì lại quá nhút nhát nên chẳng dám tới gần bên em. Lần thứ hai gặp em, em đã đứng trong phong trào đấu tranh của sinh viên. Lần thứ ba, khi được bổ nhiệm về Bộ Tổng Tham mưu, anh có bổn phận lên điều tra vụ chiếc xe jeep chở một trung tá cố vấn Mỹ cùng với một thông dịch viên bị lật đổ gần chân đèo Đà Lạt. Anh đã lượm được sợi dây chuyền có hình em và hai chữ Hoàng Lan còn vương trong thùng của chiếc xe đó. Từ đó anh giữ hình em cho riêng mình. Dù điều tra được kết luận xe Đức Thắng đã bị rớt, đừng, em đừng ngại là anh sẽ chống lại em. Anh đã một lần cứu em, em cũng nên một lần tha chết cho anh. Vậy mới là công bằng, phải không em?
chung với em một con đường chứ. Anh không theo em, anh không bắt em phải đi theo anh. Chúng ta đi theo một tình yêu. Không, không thể được. Tôi cho phép anh được nói lại. Thưa đại tá, nếu chỉ vì một mớ hàng quốc cấm đó thì chưa đủ để kết luận Nguyễn Tị Hiền là Việt Cộng. Anh chưa nắm rõ hoàn cảnh gia đình cô ta. Không phải do sự trùng lập mà sự xuất hiện của cô ta ở một số nơi lại gắn liền với một hành động phá hoại nào đó. Thưa đại tá, một tên Việt Cộng có kinh nghiệm không bao giờ chịu lộ mặt trước giờ hành động tại nơi đã định để cho người ta nhìn thấy. Dạ, thưa đại tá. Anh cứ nói. Đại tá có tin tôi không? Sao anh lại hỏi tôi một điều mà anh đã quá rõ? Thời thơ ấu, khi chưa được cha tôi nhìn nhận là đứa con sẽ kế nghiệp cho dòng họ Hoàng, thì người đàn bà mà đại tá nghi ngờ là Việt Cộng đã được tôi coi như là một bà mẹ trẻ. Thật lòng anh đã làm tôi sửng sốt và quý trọng anh nhiều lắm. Xin cảm ơn đại tá. Tôi chỉ xin đại tá hiểu cho một điều, không như những sĩ quan khác, đứa con trai độc nhất của dòng họ Hoàng biết chiến đấu cho một lý tưởng thật sự, không bao giờ khoan nhượng với những kẻ đối nghịch. Tôi sẽ chứng minh điều mà tôi vừa nói để đại tá được nhìn thấy qua công việc đầy phức tạp mà đại tá đã giao. Tôi mừng lắm. Hổ phụ sanh hổ tử, anh xứng đáng là đứa con tinh cẩn của dòng họ Hoàng. Chào đại tá. Alo, thì cảnh sát đâu hả? Thì cảnh sát đó hả? Đây, văn phòng đại tá tỉnh trưởng đây. Sao? Đấy, sao? Nói đi. Trình đại tá bên thi cảnh sát xin sang gặp để thưa trình cuộc điều tra đã có kết quả về mối quan hệ giữa đại quý Hoàng Cửu Long và tên Việt Cộng Nguyễn Thị Hiền ạ. Alo, thiếu tướng Minh hả? Tốt lắm, nhưng thôi, theo nguồn tin đáng tin cẩn tôi đã nắm được rồi. Cảm ơn thiếu tá. Ok. Đại tá nên lưu ý về sự giao du giữa đại quý Hoàng Cửu Long và bà thiếu tá Võ Bửu. Ghen hả cưng? Sao bà về? Làm ngay công việc tôi vừa mới giao. Lẹ lên. Dạ. Nè, mấy chú có khiêng đồ lên lầu cho tôi. Ờ, mà nhẹ tay một chút đó, hư đồ tôi hết trơn bây giờ. Mệt quá. Mệt hả cưng? Đi ba chùa rồi.
Hai lần thay bông huệ bị héo mà. Có khả năng Hoàng Cổ Long đã gạt tụi mình không chừng? Không. Về điểm này thì mình tin là hắn nói thật. Hoàng Cổ Long là người như thế nào? Có thể đưa hắn vô tổ chức của tụi mình được không? Mi nhìn kìa. Ủa, ông thiếu tá đâu mà bà lại đi chùa có một mình vậy? Đi chùa vốn là sở thích của đàn bà. Sự có mặt của ông thiếu tá trưởng ti cảnh sát ở đây chắc hẳn là... Chào bà. Con nhỏ đi với lão trưởng ti cảnh sát ở đâu mà coi lão quắc à? Mình trông nó quen quen như đã gặp ở đâu. Sao lão Minh lại đi chùa bữa nay? Ông nội một bịch tùm lum, quan tâm làm gì? Hai người đàn bà vừa rồi em trông quen quen. Hình như đã gặp. Một đứa ở bộ tư lệnh chiến thuật dùng, còn một người là vợ thiếu tá chỉ huy phó không đoàn 4. Chắc không phải người trong toán biệt động của em. Em cứ thấy rần rợn. Lúc nào cũng tưởng như có người sắp giết mình. Không có nơi nào yên ổn cả. Cái lô cốt an toàn nhất của chúng ta là ở trong phòng. Cô ơi con, cô mua quan quệ ở đâu vậy? Cô mua ở chợ. Má có kiếm hoài mà không có. Má con làm gì mà cần dữ vậy? Dỗ ngoại. Má con kiếm ba bông huệ. Cô cho con. Đem về cho má nghe. Cảm ơn cô. Má biểu cô rời khỏi chùa ngay đi. Má đưa cô nè. Con chào cô. Em nói đúng. Hai người này đâu phải đi lấy chùa. Có lẽ em sợ lắm. Má ngoan quá, giúp được việc cho má rồi. Má phải thưởng cho con nghe. Má ơi, má mua cho con cái ô tô, cái bữa trước hư rồi. Má ơi, má ở nhà với con, má đừng đi đâu. Má ở nhà với con. Với ba má đừng đi đâu nha má. Con. Một vừa báo Z5 đã phản bội, xử lý gấp. Ủa, đại úy. Thiếu tá Minh, ông đi đâu mà giống như một thám tử vậy?
À, thiếu tá cảnh sát trưởng lại có của bồ nhí là vị công chiêu hồi. Chơi ngon thiệt. Phản bội, hãy nghe lời tuyên án. Xử tử. Nếu bữa nào bà thiếu tá bắn chết tôi thì bây giờ lấy ai chăm sóc cho bà? Anh thừa biết là tôi không thể nào bắn anh. Đó là nỗi khổ tâm lớn nhất của đời tôi. Mỗi lần gặp anh, tôi hoảng hốt vì thấy mình quá mềm yếu. Phải chăng phía sau khuôn mặt của dạ thú, anh cũng còn có trái tim biết đau đớn của một con người? Em và các bạn em dám chấp nhận hy sinh hết cả tuổi thanh xuân của mình, hy sinh tất cả. Còn anh, Tiểu Long, anh phải lựa chọn dứt khoát một con đường. Nếu anh vẫn đứng vào hàng ngũ ấy thì có ngày em sẽ giết anh.
mà thầy giết anh là em đã bắn vào chính trái tim mình. Thiếu tá hãy khuyên bà nhà lánh xa những nơi nguy hiểm đó. Đại quý là đặc phái viên của đại tá tỉnh trưởng về những công vụ này, nên đêm trước tôi mới có dịp cứu bà thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Xin nhắc thiếu tá một điều. Đại quý cứ nói. Thiếu tá phải giữ kín việc này như giữ kín việc chuyên chở bạch phiến từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây của thiếu tá. Ông như là con ma xó, biết hết cả mọi chuyện trên đời. Chị Hoàng Cửu Long là người như thế nào hả? Anh ta là một người tốt. Có lẽ chị Hiền đã phần nào tác động đến lương tâm của đứa em nuôi này. Trà My nè, nói thật với mình đi. Có phải... cô Sương có cùng về với tôi không? Dạ, rất hân hạnh. Mình về nghe. Ta đi chứ đại quý. Cô Sương đi đâu vậy? Chính tôi cũng muốn hỏi đại quý điều đó. Tôi vừa nhận được của cha anh một lời khẩn cầu. Thưa đại tá, có chuyện gì vậy? Bọn Việt Cộng vừa gửi cho ông một lá thư. Nếu Nguyễn Thị Hiền không được trả lại tự do thì chúng sẽ lấy cha anh thế vô. Ông chuyển bức thư đó cho tôi. Đại quý nghĩ thế nào? Trình đại tá, tôi cũng nhận được một lá thư như vậy, ngay trên bàn làm việc của mình. Tôi sẽ quyết định sau khi được biết ý kiến của đại quý. Là người lính, tôi xin tuân theo mọi mệnh lệnh của đại tá. Là đứa con. Thưa đại tá, đứa con đó được người cha dạy dỗ, một tinh thần chống cộng tới cùng. Anh làm ta xúc động quá. Trong trường hợp này, ta phải cứu lấy ông bạn già của ta. Nguyễn Thị Hiền sẽ được trả lại tự do. Cũng là một lần anh trả được cái ân nghĩa của thời thơ ấu. Đứa con của dòng họ Hoàng xin tỏ lòng tri ân đại tá. Bao giờ mình lại được thi hành thưa đại tá? Ngày sáng mai. Chào đại tá. Chờ lệnh đại tá. Cô soạn ngay một bản tin gửi cho báo chí Tây Đô và cả Sài Gòn. Nguyễn Thị Hiền được tha bổng, nhưng ngay sau khi rời khỏi trại giam độ 200 mét thì bị Việt Cộng mưu sát. Thưa đại tá. Hehehe.
Tại sao cô lại báo cho tôi biết một cái tin ghê gớm gì vậy? Cô không sợ sao? Biệt động nữ chúng mình là phải kèm chân một sĩ quan và cố vấn quân sự Mỹ trong câu lạc bộ không quân. Còn Trà My? Em nói với Trà My, chị đồng ý đề nghị của nó. Tội nghiệp, nó lấy chồng cả một đời mà không có một giờ hạnh phúc. Em nói với nó phải thật khéo léo, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ cả đội nha. Dạ. Sao em lại bảo anh về Sài Gòn trong lúc em chưa được khỏe? Sao anh bảo anh về Sài Gòn trong lúc này? Em cần sự yên tĩnh. Anh không muốn đi sao? Anh đang chờ xe ô tô để đưa anh ra phi trường. Trà My à, anh có cảm giác là buổi chia tay hôm nay cũng là buổi ly biệt giữa hai đứa mình. Sao anh lại nói gỡ như vậy? Chưa bao giờ em lại muốn anh được yên lành như hôm nay. Từ ngày làm vợ anh, em cũng chưa một lần yêu anh. Em lấy anh chỉ vì cái nghĩa anh đã cứu mang gia đình em, và cũng có thể vì một cái gì khác ghê gớm hơn nữa kìa. Trà My, có bao giờ em hiểu rằng
anh biết tất cả mọi việc em đang làm không? Nhưng vì anh quá đam mê em, nên anh mới chịu đựng được tất cả mọi vô lối ở nơi em. Bữa nay về Sài Gòn, còn vì cái lệnh của tướng Kỳ, ông ta sẽ hỏi tại sao những phi vụ của không đồn 4 đều bị Việt Cộng vô hiệu hóa. Tại sao? Tại sao? Tại sao thì em là người biết rõ hơn ai hết. Anh, nghe em đi đi. Yên Tĩnh sẽ đến với anh và cho cả em nữa. Có thể khi từ Sài Gòn trở về tôi sẽ khác hẳn. Lúc đó mới gọi là cuộc chia tay đích thực. Đêm nay có tới đây không? Có chuyện gì gấp lắm phải không đại úy? Rất gấp. Đại úy có thể nói với tôi được không? Tôi sẽ nói. Nếu chính cô là người chỉ huy việc đặt chất nổ đêm nay tại câu lạc bộ không quân. À, xin lỗi, cảm phiền đại úy nhường cho tôi bản này. Có phải đêm nay đội nữ tự động của em sắp làm chuyện động trời tại câu lạc bộ không quân? Anh đã biết vậy sao còn tới đây? Kế hoạch hành động của bọn em đã bị lộ rồi. Tự nhiên tỉnh trưởng, anh chạy một mạch như điên tới đây để cứu em. Cứu mình em? Ta đi thôi. An tâm đi anh. Ở đây sẽ rất yên tĩnh. Yên tĩnh cho ai? Cho em, cho anh, cho tất cả. Hoàng Điệp xin hiến dâng tới các vị một bản tình ca với trọn niềm đam mê của tuổi trẻ, đó là bản tango cuối cùng cho em. Nào!
Trà My, có người gặp. Anh nhận đặc ân của đại tá tỉnh trưởng để được nhìn thấy em lần cuối. Nếu như đêm qua em nghe lời anh thì em chưa hề một lần tiếc nuối vì những việc mình đã làm. Em chỉ tiếc là chưa đưa được anh đi cùng một con đường với em, với mọi người. Chính biệt. Tại sao kế hoạch tác chiến của đội lại bị lộ? Tại sao? Chẳng lẽ lại có kẻ phản bội? Sương, hôm qua ở trung tâm hành quân sư đoàn có hiện tượng gì lạ không? Nếu như trong đời có một người con trai lần đầu tiên đến với tôi. Sương, ở trung tâm có gì lạ không? Không, hôm qua ở trung tâm không có gì lạ hết. Nếu như có một người hôm qua Hoàng Cửu Long đã nói gì với cô trên sàn nhảy? Chiến đấu đâu phải để hy sinh tất cả. Tôi còn có con gái, tôi phải sống cho nó chứ. Nó cần phải có mẹ nó bên cạnh. Cô nói đi, cô nói đi. Hôm qua Hoàng Cửu Long đã nói gì với cô trên sàn nhảy? Và vừa rồi hắn đến đây để làm gì? Đừng khóc em. Tổn thất thường dẫn đến nghi ngờ. Vậy thì chúng ta không nên nghi ngờ lẫn nhau để phải chịu một tổn thất khác. Tuổi thanh xuân của chị đã chờ đợi anh ấy tập kết ra Bắc trở về. Trà My, cả một đời lấy chồng không một giờ hạnh phúc. Điệp ơi, còn em, còn Sương, nó chưa được một người con trai nào.
đặt nụ hôn trên môi. Chị Hiền ơi, ngày giải phóng đất nước sẽ đến, phải không chị? Tin chắc rằng cuộc đời sẽ không bao giờ để sự hy sinh của chúng ta trở thành vô nghĩa. Má đừng đi đâu nữa nha má.